Đây là cặp vợ chồng màn ảnh từng bị hoài nghi là có mối quan hệ chuyên tình đồng nghiệp. Đó là nghệ sĩ Quang Tèo sinh năm 1962 mang quân hàm thượng tá và Phan Kim Oanh sinh năm 1988 là hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế. Cả hai đóng cặp cùng nhau rất ăn ý trong series hài Đại gia Trần Đất.